Người Angola mê mẩn gọi Việt Nam là phù thủy khi lần đầu thưởng thức đồ uống quốc dân Việt Nam này. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, nếu các bạn đã theo dõi hành trình đầy cảm xúc của những người hùng châu Phi, hẳn bạn sẽ không lạ gì với những lời cảm ơn rối rít chân thành từ người dân Angola. Sự xuất hiện của team Quang Linh Vlog đã không chỉ đơn thuần là một cuộc hành trình mà là một phép màu biến đổi cuộc sống của những con người nghèo khổ nơi đây. Họ đã phủ xanh những vùng đất cằn cỗi từ lâu, mang đến những giống thực phẩm bổ dưỡng từ Việt Nam. Họ không chỉ gieo trồng cây xanh mà còn thắp sáng những ước mơ và hy vọng mới trong lòng người dân. Nhờ sự dẫn dắt nhiệt tình của người Việt Nam, lần đầu tiên những người dân nghèo canh tác được những loại thực phẩm bổ dưỡng trên vùng đất chết, được nếm trọn vị ngọt của hạt ngọc trời ban, thưởng thức được hương vị thơm ngon của đồ ăn thức uống đặc trưng của người Việt. Mới đây trong những video chia sẻ mới nhất, người dân Angola mê mẩn gọi Việt Nam là phù thủy của những món quà tinh túy khi lần đầu thưởng thức đồ uống quốc dân nước ta. Liệu thức uống nào của người Việt lại khiến người dân nơi đây say mê như vậy? Hành trình trao yêu thương, nhận lấy yêu thương của team đã thay đổi cuộc sống người dân như thế nào? Chuyến hành trình lan tỏa sự tử tế của team Quang Linh Vlogs tại Angola luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Những việc làm ý nghĩa của team cùng với các món đồ uống quen thuộc từ Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh không chỉ vì sự mới lạ của chúng đối với người dân Angola, mà còn bởi sự tương phản rõ rệt giữa cuộc sống của con dân hai nước. Nếu ở Việt Nam, những đồ uống như trà sữa trân châu và nước mía là những đồ uống bình dị, quen thuộc, thì thật bất ngờ khi những món đồ uống này sẽ tạo nên một cơn sốt lớn tại đất nước châu Phi. Khi team Quang Linh Vlog quyết định mang hai loại đồ uống này qua nước bạn, họ cũng không thể ngờ rằng chúng lại hot tới như thế. Như các bạn đã biết, trà sữa trân châu là một món đồ uống đã trở nên quen thuộc và yêu thích ở Việt Nam. Trong khi tại quê hương chúng ta, trà sữa có thể dễ dàng được tìm thấy ở các quán vỉa hè đến những cửa hàng sang trọng, thì ở Angola, trà sữa lại trở thành một món đồ uống xa xỉ và hoàn toàn mới lạ, lần đầu tiên được người dân nơi đây trải nghiệm. Nhật Lệ, một thành viên trong team, đã có một chuyến thăm đáng nhớ đến vùng đất Angola xa xôi. Trong lần thăm này, Nhật Lệ và team đã chuẩn bị trà sữa trân châu để làm quà, mời mọi người thưởng thức. Trà sữa không chỉ là một phần của nền văn hóa ẩm thực Việt Nam, mà còn là món đồ uống rất phổ biến và yêu thích tại quê hương. Tuy nhiên, việc giới thiệu món trà sữa này đến Angola đã mang đến một trải nghiệm đặc biệt đối với người dân nơi đây. Khi những cốc trà sữa đầu tiên được phát ra, không chỉ trẻ em mà cả người lớn đều tỏ ra hào hứng, vui mừng. Sự háo hức này không chỉ là vì họ được thưởng thức một món đồ uống mới, mà còn vì cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên trải nghiệm điều gì đó hoàn toàn mới lạ. Mặc dù ban đầu có chút e dè, nhưng khi hương vị ngọt ngào mát lạnh của trà sữa trân châu lan tỏa trong miệng, mọi người đều không giấu nổi sự vui mừng và hạnh phúc. Có những người đã không ngần ngại thốt lên, cảm ơn Việt Nam rất nhiều, vì đây là lần đầu tiên họ được thưởng thức một món đồ uống đặc biệt như vậy. Cùng với trà sữa, nước mía cũng là một món đồ uống phổ biến tại Việt Nam mà team Quang Linh mang đến Angola. Nước mía với hương vị ngọt ngào và thanh mát đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam. Tuy nhiên, tại Angola, nước mía hoàn toàn là một điều mới mẻ. Vợ chồng Lindo đã mang nước mía ra chợ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Mặc dù nước mía là món đồ uống bình dân ở Việt Nam, ở Angola, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Sự tò mò của người dân địa phương về cách làm và thưởng thức nước mía đã khiến cả làng tụ tập quanh sạp hàng của Lindo để xem và tìm hiểu. Lindo đã dùng máy ép nước mía để tạo ra những cốc nước mía tươi ngon. Anh không chỉ giải thích quy trình ép mía mà còn hướng dẫn cách thêm đá lạnh và miếng chanh để tăng thêm hương vị. Sự tận tâm của Lindo trong việc giới thiệu món nước này đã khiến người dân địa phương cảm thấy vô cùng hào hứng. Họ không chỉ được thưởng thức nước mía mà còn được học hỏi thêm về cách làm món nước này một cách chi tiết. Không chỉ người dân địa phương, cộng đồng mạng cũng đã bày tỏ sự cảm kích đối với team Quang Linh. Những bình luận từ cộng đồng mạng đã phản ánh sự đánh giá cao về việc mang văn hóa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người dân Angola. Một số bình luận đã khen ngợi sự tận tâm của team và gợi ý thêm cách ép mía để không bị lãng phí. Điều này cho thấy sự quan tâm và sự đánh giá cao đối với nỗ lực của team. Sau khi những thước phim kỷ niệm của team được lan tỏa, nhiều cộng đồng mạng thích thú bày tỏ những bình luận tích cực về những hành động đẹp đẽ mà team Quang Linh Vlog đã thực hiện. Cảm ơn team Quang Linh đã mang đến cho người dân Angola những món đồ uống tuyệt vời của Việt Nam. Thật vui khi thấy niềm vui của mọi người. Lindo ơi, hãy ép thêm nhiều lần nữa cho hết nước của mía nhé. Ở Việt Nam, các cô cũng phải ép 2 lần. Nhớ nhá, để không bị lãng phí. Chúc Lindo thành công và đắt hàng.
Nhìn thấy nhiều người đứng xem mà không mua cũng thấy thương, nhưng sự tò mò và vui mừng của họ khi thưởng thức nước mía đã khiến mọi thứ trở nên đáng giá. Nhìn những nụ cười trên mặt mấy em nhỏ là đủ ấm lòng người xem rồi, đó là những khoảnh khắc quý giá và ý nghĩa. Thật tuyệt vời khi trẻ em và người dân tại bản được uống trà sữa trân châu, nhìn họ vui quá, cảm giác như mình cũng được trải nghiệm cùng họ. Những món đồ uống như trà sữa trân châu và nước mía không chỉ mang đến sự mới lạ cho người dân Angola, mà còn xây dựng một cầu nối văn hóa đặc biệt giữa hai nền văn hóa khác biệt. Qua hành trình này, Tim Quang Linh không chỉ giới thiệu những đặc sản ẩm thực của Việt Nam mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự chia sẻ và kết nối văn hóa. Những phản hồi tích cực từ người dân Angola và cộng đồng mạng chứng minh rằng, dù là những điều nhỏ bé, nhưng sự chân thành và nỗ lực trong việc kết nối và chia sẻ luôn có giá trị to lớn. Sự hào hứng và ngạc nhiên của người dân Angola khi lần đầu tiên thưởng thức những món đồ uống này cho thấy rằng văn hóa ẩm thực có khả năng vượt qua mọi ranh giới. Nhật Lệ và Lindo không chỉ mang đến trà sữa và nước mía mà còn mở ra cơ hội để người dân địa phương khám phá cách làm và tận hưởng chúng. Sự tận tâm và nhiệt huyết của họ đã giúp người dân nơi đây không chỉ thưởng thức những món đồ uống mới lạ mà còn cảm nhận được sự kết nối và chia sẻ văn hóa. Thông qua những việc ý nghĩa mà Tim trao gửi, một lần nữa đã mang đến những trải nghiệm quý giá và bài học về sự chân thành và lòng cống hiến trong việc kết nối các nền văn hóa khác nhau. Những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của người dân Angola là những dấu ấn không thể nào quên, nhắc nhở chúng ta về giá trị của việc chia sẻ, cảm thông và kết nối con người. Hành trình của Tim Quang Linh đã mở ra một cánh cửa mới, không chỉ để khám phá những món đồ uống mới, mà còn để bồi đắp những mối quan hệ giữa các nền văn hóa khác biệt. Đấy không phải chỉ là một cuộc phiêu lưu, mà là một hành trình đầy xúc cảm, nơi mà mọi người đều có cơ hội để học hỏi, chia sẻ và cảm nhận những giá trị văn hóa độc đáo của nhau. Sự kết nối chân thành và tình bạn nảy nở từ những hoạt động này đã tạo nên một môi trường ấm áp, phá bỏ mọi rào cản từ ngôn ngữ, màu da, tập quán. Những hoạt động này không chỉ giúp chúng ta nhận ra sự quan trọng của lòng đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau, mà còn khuyến khích việc xây dựng các mối quan hệ quốc tế dựa trên sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng lẫn nhau. Những ảnh hưởng tích cực của hành trình của Tim Châu Phi không chỉ dừng lại ở người dân Angola hay những người tham gia trực tiếp, mà còn lan tỏa đến cộng đồng toàn cầu, làm sáng lên niềm tin và sức mạnh của lòng tốt và sự chia sẻ. Điều này chứng tỏ rằng, mỗi hành động xuất phát từ trái tim chân thành đều có thể tạo ra những thay đổi lâu bền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn trân trọng những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.